trụ hoạt nè. Anh được ngắm nhìn một thân hình hấp dẫn thon thả như thế này. Em yêu anh. Anh cũng yêu em. Mày. Anh buông anh ra. Cùng không ra. Chính cái tát này chấm dứt tình yêu giữa chúng ta. Anh Duy, anh có sao không? Anh Duy, Duy ơi. Tôi viết đơn và đã ký rồi. Anh ký đi. Cô suy nghĩ kỹ đi, rồi hãng quyết định. Tôi chả có gì phải suy nghĩ cả. Thế còn thằng Tít? Anh an tâm, tôi sẽ không đưa thằng Tít đi. Anh cố gắng chăm sóc nó thật tốt. Thế còn tình nghĩa vợ chồng bao nhiêu năm? Còn con nữa? Chả lẽ hai bố con tôi không bằng một phút thoáng qua, một phút say nắng của cô hay sao? Tôi muốn ở bên anh ấy. Anh hãy giải thoát cho tôi. Chúng ta hết duyên, hết tình, hết nghĩa rồi. Tôi tôn trọng quyết định của cô. Mẹ ơi, đừng bỏ con. Con ngoan. Mẹ đã để lại sổ tiết kiệm và giấy tờ nhà cho hai bố con rồi. Con nó còn nhỏ. Cùng nghĩ lại đi. Tôi chỉ cần tình yêu thôi. Nếu cô theo hắn, cô sẽ mất gia đình, mất tất cả. Xã hội còn khinh bỉ nữa. Cô sẽ mất nhiều đấy. Tôi không quan tâm. Với tôi, tình yêu là quan trọng nhất. Tỉnh lại đi, hắn chỉ là một thằng đào mỏ thôi. Anh ấy yêu tôi thật lòng, anh ấy chiều chuộng tôi, quan tâm tôi. Thôi được, còn chút tình nghĩa vợ chồng cho nên tôi cảnh báo cô vậy thôi. Nếu sau này có chuyện gì xảy ra, cô đừng có hối hận. Sao em gọi điện anh không nghe máy? Kìa em, buông ra. Ừ, buông. Từ bây giờ á, em sẽ đến đây ở cùng anh. Cái gì? Không được. Em đi về đi, có gì anh gọi điện cho em sau nhá. Thôi mà, đừng có giận em mà. Em bây giờ là người không có gia đình rồi. Này, em chính thức thuộc hoàn toàn về anh. Cái gì đấy? Mi. Ai vậy anh? À, chắc là em họ ở nước ngoài về à? Chào em, chị là vợ sắp cưới của anh trai em. Tôi đi nước ngoài 2 năm về. Lại thấy cái gì ở trong nhà mình thế này? Thuê nhà cho anh. Để anh đưa ả đàn bà này về đây mèo mả ra đông à? Em ơi, anh không hề biết cô ta là ai cả. Mà nhìn cô ta vừa già vừa béo,
cái ngữ như cô ta thì ai thèm. Cô ta từ đâu tới để phá hoại hạnh phúc gia đình chúng ta? Anh không biết. Cô nghe thấy anh ấy nói gì chưa? Quấn xéo ra khỏi nhà tôi. Nhà cô? Phải, đây là nhà của tôi. Và tôi là vợ sắp cưới của anh Duy. Nhà này là tôi thuê cho anh ấy ở. Đúng, My là vợ sắp cưới của tôi. Và tôi chỉ yêu My mà thôi. Anh đúng là đồ tồi. Tôi bỏ chồng, bỏ con để đi theo anh. Ra là thế à? Thế thì bởi vì là cô ngu thôi. Thế còn cái loại vừa béo vừa già vừa xấu như cô ấy, cô nghĩ ai cần? Còn đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường nhỉ? Người xa người yêu, thêm cổ lạ tôi hiểu được hả? Đúng, tất cả chỉ bởi vì cô ngu. Anh đứng im đấy, tôi còn chưa nói chuyện với anh đâu. Đồ hạnh à! Tôi phải trả giá cho sự ngu ngốc của tôi. Là mất chồng, mất con, hai bàn tay trắng. Thôi, giờ mời cô ra khỏi nhà tôi. My, em phải nghe anh giải thích đã. Cái ngữ như cô ta vừa già vừa xấu như thế thì anh yêu đương gì? Cùng lắm là anh chỉ qua đường thôi, chứ thực sự anh rất yêu em. Anh Duy này, anh tưởng tôi cũng ngu ngốc như cô ta à? Không có đâu. Cái ngữ đàn ông như anh ấy không xứng đáng có bất cứ một thứ gì trong ngôi nhà của tôi. Phút My, My ra khỏi nhà tôi. Em cho anh một cơ hội đi. My, My, My. Thôi, muộn rồi. Tao tắm rửa rồi ăn cơm con.